Chào chị. Thì em gọi điện là hỏi thăm chị về cái khóa học mà chị tham gia ở bên em, là chị tham gia cái khóa học tự học về nhà hàng khách sạn đúng không ạ? Chị học xong cái giáo trình ở bên em chưa? Nói chung là về cơ bản là xong rồi. À vâng, chị lên được báo cáo tài chính rồi đúng không? Báo cáo tài chính thì cũng lên được, nhưng mà tại vì do là có nghĩa là nhiều cái mình chưa có hiểu kỹ, tại vì thật ra là nói chung là cũng không phải chuyên ngành của mình. À vâng, ý là chị là người trái ngành đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà qua cái khóa học đó thì mình cũng hiểu, nói chung là hiểu được nhiều vấn đề về công dạy. À dạ vâng ạ. Tại vì nếu mà như các bạn chuyên ngành ấy, cả các bạn có bỏ lâu ấy, thì các bạn khi mà các bạn quay lại ấy, thì các bạn sẽ dù mà có 5 năm hoặc 15 năm các bạn có quay lại thì các bạn vẫn nhớ về các thứ bản chất vấn đề. Vâng, mà bởi vì mình là dân trái ngành, dân tài chính, cái mảng mà ngày xưa mà cách đây 10, nói chung là cũng khoảng là hơn 15 năm rồi đó, thì mình học cái mảng của mình thì là cái phần mà kế toán là mình học chỉ một phần rất là nhỏ thôi. À dạ. Thế là nên mà qua cái khóa học này thì mình cũng hiểu được cũng nhiều cái vấn đề, ví dụ như có những cái mà ngày xưa mình chưa có hiểu rõ. Thì tại vì ví dụ như mình học cái khóa này thì mình cũng phải học lại cả cái phần chủ nghĩa nguyên lý kế toán nữa. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Nguyên lý kế toán là chị học cái đấy bên em cũng cấp thêm cho chị rồi đúng không? Đúng rồi. Vâng. Thì chị cứ học trước cái nguyên lý kế toán đi thì chị sẽ hiểu rõ về vấn đề hơn ấy. Nhưng mà học qua một cái khóa này thì mình, ví dụ như mình học một cái mảng đó thì mình sẽ hiểu nhiều hơn. Vâng. Ví dụ như mình hiểu và có những cái mà mình, nếu mà mình không tham gia khóa học thì mình không có hiểu. Ví dụ như là về những cái là ví dụ như là lên cái phần định mức này. À đúng rồi ạ. Đúng rồi. Đúng rồi, lên cái phần định mức. Còn ví dụ như mà đối với cái phần mà cuối tháng, cuối năm nó lên những cái phần chi phí thì cô sẽ dạy cho những cái phần nào. Tức là cô dạy theo kiểu nó không phải là để mình làm giống y như vậy. Bởi vì sau này khi mà mình đi làm thì mỗi nơi nó sẽ áp dụng, nhưng mà cô dạy theo cái kiểu bản chất là ví dụ như là những cái nào đó nó dùng cho bộ phận nào á. Dạ đúng rồi. Ví dụ thì, như là thì... ở công cụ dụng cụ hoặc tài sản cố định ấy. Đấy. Chị sẽ làm như giáo viên hướng dẫn, ví dụ cùng là một cái tài sản cố định, ví dụ như xe ô tô chẳng hạn, thì chị sẽ sử dụng tài khoản nào, bộ phận thường sử dụng sẽ là bộ phận gì. Ví dụ là ở các cái công ty mà mua xe để sử dụng cho bộ phận văn phòng thì mình sẽ sử dụng tài khoản 642, nhưng đối với vận tải chẳng hạn đúng không, vận tải thì bình thường là mua xe ô tô để sử dụng cho bộ phận vận tải, thì cái khi mà chọn là bộ phận vận tải thì tài khoản chi phí lúc đấy thì mình phải lại chọn là 154, vì bộ phận vận tải là bộ phận sử dụng chính của cái phương tiện đấy. Thế nên là chị cứ nghe video, nếu mà quên ấy thì mình cứ truy cập vào để mình xem thêm thôi. Nếu mà mình vấp phải mà mình quên thì mình xem. Đúng rồi, mà cô dạy thì cô dạy theo cái kiểu là cái bản chất của vấn đề. Đúng rồi, vâng. Đó thì qua cái khóa học đó thì nói chung là mình biết nhiều hơn. Ví dụ như mình biết là cái phần mà ví dụ như mà cuối tháng mà khấu trừ thuế thì nó như thế nào. Đúng rồi, lập tờ khai thuế giấy sẽ tăng và khấu trừ thuế giấy sẽ tăng. Vâng. Đúng rồi, rồi cô dạy mình cũng hiểu được cái bản chất mà khi mà xuất kho, ví dụ như mà mình cuối tháng mình mua cái phần kho, mà ý là cô hiểu mà mình dạy bản chất là ví dụ như giá mình quân giao quyền của cái khoa học của mình, giá mình quân giao quyền đúng không? Vâng. Thì là cuối tháng mình xuất kho thì nó mới lên giá vốn được những cái đó. Đúng rồi, đúng rồi ạ. Đó, đó thì làm mình thấy là cái khoa học này là bổ ích. Vâng. Chị thấy qua cái hình thức học video như vậy thì là nó có tiện cho mình không? Có, tại vì cái thứ nhất là đối với những cái bạn mà nếu mà bạn nào có thời gian á. Đúng rồi. Mà học theo mình nghĩ là học theo cái kiểu online mà cô giáo kèm một thì là nó sẽ tiện hơn cái khóa này nữa. Vâng. Nhưng mà cái vấn đề là cái đó là mình phải sắp xếp thời gian. Đúng rồi. Nhưng mà mình thấy cái khóa này nó cũng tiện cái là đối với những cái bạn nào mà không có thời gian á, thì ví dụ như rảnh rỗi lúc nào thì cô học lúc đó. Đúng. Nhưng mà mình cũng thấy một điều là cái khóa học này nó phù hợp với những cái bạn mà không có thời gian ngắn nhất. Nhưng mà ví dụ như mà khi mà mình có thắc mắc cái gì mình không hiểu á thì mình thấy là cô giáo hỗ trợ rất là nhiệt tình. Vâng ạ. Vâng. Thì đó. Bên em nếu mà học viên học theo hình thức tự học ấy thì là không hiểu chỗ nào thì bên em vẫn hỗ trợ để học viên hiểu ra được cái vấn đề đấy thôi. Đấy, nếu mà học viên tham gia cái khóa tự học của bên em là như thế.
còn nếu mà tham gia hình thức học giáo viên riêng thì học viên không hiểu thì sẽ hỏi giáo viên hướng dẫn thì giáo viên cũng sẽ hỗ trợ. Còn nếu mà giáo viên mà bận chẳng hạn thì sẽ liên hệ đến trung tâm bên em cũng sẽ hỗ trợ bình thường. Nói chung là làm thế nào tốt đấy. Dạ vâng. Thế thì sau này có ai có nhu cầu, bạn bè hay đồng nghiệp của chị ấy mà có nhu cầu học về kế toán thì chị giới thiệu học đến bên em nhá. Vâng. À, thế trước đây chị biết đến trung tâm kế toán Việt Hưng qua kênh nào nhỉ? Hay là qua ai giới thiệu chị? Có nghĩa là mình cũng lên mạng mình coi á. À, chị lên mạng chị xem cái các cái trung tâm dạy kế toán đúng không? Đúng rồi, và mình cũng có tìm hiểu nhiều thì mình thấy là đúng với cái mảng đó thì là không có cái trung tâm nào có những cái mảng như bên mạng. Vâng, bên em thì đa dạng nhiều lĩnh vực ấy, nên là học viên cũng dễ lựa chọn cái, các cái lĩnh vực nó sát với cái thực tế mà học viên họ học hơn. Và bên bạn thì mình thấy là nó có nghĩa là cập nhật mới nhiều hơn. À dạ vâng, bây giờ bên em còn cập nhật nhiều hơn nữa chị ạ. Có các cái phần hỏi đáp ở trong cái giáo trình mà chị học ấy. Các cái phần hỏi đáp có nghĩa là học viên họ học về cái lĩnh vực nhà hàng khách sạn như của chị chẳng hạn đúng không? Họ va vấp về thực tế này, có cái vấn đề này không hiểu này thì là họ sẽ bình luận vào cái khóa học đấy. Sau đó là giáo viên bên em sẽ vào đấy để trả lời. Đấy thì là nhiều học viên họ cũng vào đấy để họ tìm hiểu ấy. Ví dụ mà công ty của họ gặp phải cái vấn đề như vậy ấy thì là họ cũng áp dụng được. Nói chung là mình thấy là khóa học tốt. Với cả ở giáo trình bên em cũng có cập nhật nhiều các cái thông tư nghị định mới. Đấy, nên là có thời gian rảnh rỗi thì chị truy cập vào giáo trình để chị xem thêm nhá. Có, mình thấy cô giáo có gửi những cái phần update mới cho mình nè. Vâng, đúng rồi. Bên em đó, hay cập nhật các cái tin tức mới mà. Với lại trên trang của bên trang bên giáo án bên mình cũng có thông tin mới liên tục á, mình cũng có coi. À, dạ vâng. Thì chị đó, cứ, bây giờ chị cũng đang làm về cái công ty nhà khách sạn mà. Chưa, mà vừa rồi mình cũng làm rồi, mình nghĩ cái mạng của mình qua đó làm rồi. Nhưng mà vâng, cái chỗ đó mình không hợp, đâm ra mình cũng mới nghỉ rồi. À thế là mình chị, vẫn là, chị vẫn ở nhà tìm công việc mới hả? Đúng rồi, đúng rồi. Vâng. Thì chị cứ học đi, xong rồi là ví dụ mà tìm cái chỗ mới ấy, trong cái quá trình làm mà không hiểu cái gì thì cứ liên hệ với bên em để bên em hỗ trợ thêm cho nhá. Tại vì mình cũng muốn là làm học cho nó rành rọt á, tại vì mình cũng được rồi, mình cũng đi làm thử rồi, mình cũng đi làm vận thì mình thấy là hầu như là buôn làm á, người ta không có chỉ mình nhiều đâu. Dạ vâng, đúng rồi. Chủ yếu là mình phải tự tìm hiểu là chính ấy chị ạ. Đúng rồi, nó khác với cái mạng cũ ở bên mình. Cái mạng cũ của mình là nó có những cái phần mà giáo trình các thứ và các bạn những cái bạn nhân viên cũ là sẽ đào tạo những cái bạn mới. Còn mình thấy đối với cái mạng bên bạn là hầu như là mình phải tự bơi hết á. Nếu mà mình không có kiến thức là mình không quen làm được. Kế toán kiểu là họ không muốn chỉ dạy cho mình, họ sợ kiểu là mình làm hơn họ đấy. Mình cũng thấy vậy. Mình cũng thấy giống như bạn nói ấy. Nói chung là mình thấy cái ngành này nó là giống nghề lắm, mà thật ra mình mới tìm hiểu mà mình thấy thật ra là nó cũng không có cái gì mà phải giống nghề cả. Vâng. Nhưng mà chị cứ đi làm đi, chị cứ xin việc đi, xong rồi là làm ở cái công ty nào mà vấn đề gì chưa hiểu thì liên hệ để bên em hỗ trợ, vì chị cũng đăng ký khóa học bên em rồi mà nhá. Không ngại đâu. Vâng. Thì chị cứ học đi và làm. Nói chung là cái sườn thì cũng theo cái giáo trình của bên em thôi, và nó sẽ phát sinh thêm đặc thù là mỗi công ty nó sẽ có một cái đặc thù riêng ấy. Đấy, nó sẽ có một cái phát sinh riêng. Thì là khi chị làm thì là nó mới vướng vào. Thì nếu mà vướng vào chỗ nào mà chị không xử lý được ấy thì bên em vẫn hỗ trợ, nên là chị không phải ngại nhá. Dạ. Cảm ơn ạ. Dạ vâng. Thì cứ gì thì để mình nói chung là mình cũng đang coi lại đó, rồi tìm một cái việc mới liên quan đến cái mạng này. Rồi xong thì ví dụ như thời gian xong thì cũng phải học thêm một số khóa bên bạn. Tại vì mình thấy bên bạn có một số khóa nó cũng hay lắm. Vâng, thì có thời gian với cả có điều kiện thêm thì chị tham gia học ở bên em. Nếu mà chị đã hiểu về cái hình thức học rồi thì chị tham gia cái hình thức tự học này cũng ok. Chị không phải là tham gia hình thức học giáo viên riêng đâu, tại vì là video bên em ghi cũng rất là đầy đủ và chi tiết đấy. Đúng rồi, đầy đủ chi tiết, mà ví dụ như cái vấn đề đó mà mình không hiểu thì mình sẽ
coi lại những cái phần mà những cái phần mà ví dụ như mình coi phần toán mình sẽ lại coi lại những phần nguyên lý kế toán và cái thứ đó. Dạ đúng rồi. Xong rồi cái thứ gì với lại quan trọng là mình phải hiểu cái bản chất của nguyên lý kế toán là nữa đúng thì rồi. Mình mới học được cái phần mềm cái thứ. Thì mình thấy là phần mềm chỉ là một công cụ hỗ trợ thôi, còn quan trọng là mình phải hiểu bản chất của vấn đề. Đúng rồi. Ví dụ như là chị muốn định khoản tài khoản gì thì chị biết phải là sử dụng được cái tài khoản đó chị mới nhập được vào phần mềm Misa ấy. Đấy, thì mình vẫn phải học cái nguyên lý trước. Đúng rồi. Để mình biết nên, biết nói chung là phải có cái nền tảng trước rồi. Nhưng mà nếu mà mình cũng không tham gia khóa học này thì mình cũng không biết được cô giáo dạy mà khi mà sử dụng cái phần mềm Misa như thế nào. Vâng, đúng tức là mình thấy cô dạy bài bản từ từ đầu tới cuối luôn và từ những cái chi tiết nhỏ nhất luôn. Vâng, thì bên em cũng ghi video thì cũng có hướng dẫn các cái cách xử lý như thế nào ấy, hoặc là các cái lỗi trong trường hợp ở Misa mà mình đang làm đúng không, mà tự dưng gặp cái lỗi gì ở phần mềm ấy thì bên em cũng sẽ hướng dẫn xử lý luôn, tại vì là trong quá trình làm thì cũng rất là nhiều học viên họ vướng phải ấy. Nên là trong quá trình ghi video là bên em cũng sẽ hướng dẫn cách xử lý luôn. Mà mình thấy nó cũng có hay như thế này nè. Ví dụ như mà mình cứ làm xong rồi nó sai cái gì thì mình cứ ngồi mình mò đến khi cô giáo dạy mình. Cô giáo dạy cũng có cái hay nha. Nhưng nhiều cái cô giáo dạy, cô giáo không dạy là làm cho nó bài bản từ A tới Z đâu. Mà cô giáo dạy như là mình làm nó là có những cái là nó sai để cô giáo sửa. Đúng rồi, đưa ra không một số tình huống để cô giáo sửa cho mình biết là cái đó là mình phải sửa như thế nào. Đúng rồi, dạ. Đúng rồi, trong trường hợp làm đôi khi cũng phải đưa ra cái tình huống sai như thế. Chứ không, ví dụ nếu mà nó cứ trơn tru quá, học viên mà vấp phải họ lại không biết cách xử lý ấy chị. Dạ, thì nói chung là cũng cảm ơn trung tâm. Tại vì qua khóa học này thì mình hiểu được là cái nói chung là hiểu được cái bản chất của cái vấn đề, hiểu được sử dụng phần mềm kế toán như sao. Nói chung là không phải là học một cái là xong đâu. Ví dụ như mình đến học cái này xong mình đi làm mình sẽ bắt những cái bạn nó sẽ bắt ngã nhiều cái thứ thì mình sẽ phải học thêm. Nói chung là mình thấy cái nghề này không phải là làm xong là xong mà mình phải cập nhật thông tư nghị định và cập nhật những cái thay đổi liên tục và còn phải học thêm nữa chứ không phải là làm được cái là xong. Vâng, thế thì chị cứ cân đối đi, xong rồi là muốn học thêm cái khóa học gì ở bên em ấy thì chị đã là học viên rồi thì bên em sẽ có nhiều ưu đãi với học viên lắm nhá. Nói chung là để đợt tới là mình đi làm đấy, xong mình có thời gian là mình cũng thấy được mấy khóa hay hay rồi. Dạ vâng, bên em thì cũng nhiều khóa mà nhất là đối với hình thức tự học thì bên em cũng có nhiều khóa có video hướng dẫn lắm. Dạ vâng, thế chị nghỉ ngơi đi nhá. Dạ, cảm ơn nhé. Dạ vâng, em chào chị.